Quá chịu thật. Quay clip đã à, muộn lắm rồi. Ơ, ai kia? Sao nhìn lạ thế nhở? Sao nó cứ làm sao ta? Đây là mình à? Ơ, đây là núp à? Ơ, nhìn lạ thế nhở? Các bạn làm sao ấy? Nhờ, các bạn có thấy bị làm sao không? Chứ mình thấy cứ nó sao sao ấy nhở? Nó cứ bị đẹp trai. Cười hơi lố trời ơi. Trời ơi. Hello mọi người. Đấy, lại là mình đây. Là núp đây. Không ai đâu. Trời ơi các bạn. Đừng thấy mình gọi là bị hoa mắt. Các bạn cũng hoa theo đúng nhá. Đừng có thế nha. Trời ơi là mình đây. Núp đây. Trời ơi mình đã nhận ra chính bản thân của mình rồi. Trời ơi các bạn thấy không? Uầy, thực ra các bạn. Bây giờ mấy giờ ta? Ui. 0:50. Ui. 0:50. Đấy các bạn thấy không? Đây cho các bạn xem hiện tại là 0:50. Đây. Đấy. 0:50. Thực ra là mình vừa mới đi, gọi là hôm nay là ngày chụp ảnh cùng với cả núp team bạn. Mình vừa mới đi chụp ảnh cùng mọi người về. Mệt quá. Mệt quá trời luôn. Nhưng mà vẫn phải gọi là nhớ đến các bạn ở nhà. Nếu mà các bạn không có clip xem, các bạn có buồn không? Có buồn. Có buồn. Nếu mà các bạn không like cái video này, núp có buồn không? Có buồn. Chắc chắn là rất là buồn. Nếu mà các bạn khen núp đẹp trai thì núp có vui, chắc chắn là vui. Thế nên là đâm ra là nhiều ấn like và nhớ comment nhé. Đấy. Đấy, thì ngày hôm nay bạn, mình đang có mặt ở trong một cái mini game. Mini game này có tên đó là gọi là đào kho báu. Đấy, đào kho báu là như thế nào? Là đi với đào thôi. Để ăn với đào kho báu. Ui giời, chưa gì đã vào cái gì đây? 49G Kobe được 20.000 tiền mặt. Ui giời ơi, không, 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 đẹp trai chứ không gọi là dại. Rồi người ta nó gọi là phải cần cù thì bù siêng năng các bạn nhé. Có làm thì mới quan. Ủa, vừa vào tôi được cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Cái này giống cái xẻng ấy nhở? Ok, đâu thế nào? Chúng ta ủa, xẻng. Ok, chúng ta sẽ phải đi đào kho báu các bạn ơi. Đấy, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi gọi là tham gia. Ui. Sao ông, úi trời ơi, là ông đào cái quả kho báu nó lủng luôn đến tận dưới này rồi. Ôi, đào hết kho báu của tôi rồi thì lấy đâu ra mà tôi đào. Thôi các bạn ơi, thôi, ok, chịu khó đây. Thôi thì chịu khó bạn, cần cù thì bù siêng năng thôi. Chăm chỉ thôi. Bây giờ lại phải đi đào cát để bán thôi các bạn ơi. Ui, kiếm đến 100 đồng để chúng ta có thể là, đây. Không sao, trời ơi, đối với mình thì mình nghĩ rằng là làm được các bạn, làm được. Rồi. Ui, đào mỗi lần đào được cũng một cục gọi là. Ui rồi, ui phun rồi về bán. Ui rồi ôi. Được có 50 tiền các bạn, được có 50 tiền. Thề luôn chứ, bóc lột nước sức lao động của người dân. What? Nhưng vẫn phải đi làm các bạn. Không làm rồi có ăn thì có ăn đấm thôi. Rồi, không sao các bạn ơi. Chúng ta gọi là làm thêm một lần nữa mà chúng ta về nâng cấp cái khác các bạn. Ui, tính ra là một block này đào đâu đó khoảng mất mấy giây các bạn. Ngoài đào 10 block, tính ra mỗi block có $5. Rồi không sao, không sao. A few moments later. Rồi ok, 100 này. Ủa ôi. Úi giời ơi, ok nha. Ok các bạn nha, chúng ta nâng cấp lên dụng cụ tiếp theo. Ui, một cây xẻng vàng. Oh my god. Cái này xẻng vàng chuyên màu xanh. Ok, không sao. À, hôm nay là mình quyết rằng là trở thành ông hoàng kho báu các bạn nha. Ui, đào gọi là cái này thời gian nhanh nha. Ui, đào một tí thôi là chúng ta. Ui, được các bạn ơi. Xịn. Nhìn này, ui giời ơi, đấy, đào một này. Đấy, mỗi lần được hai các bạn ơi, mỗi lần được hai block luôn. Ngon, ui giời, được quá nhở. Rồi, cái này power level 2 mà. Ú gì à luôn bạn. Đó, thế nào. Bề 250 đúng không? Thế nào, chúng ta có thể nâng cấp lên ba lô, cái gì đây? Ba lô giống kiểu quả cầu Pokemon đây. Rồi chúng ta có thể nâng cấp lên này, cái khối lượng lên 25. Hiện tại là cái đây cái khối lượng ba lô của mình chỉ có 10 thôi bạn. Đấy, thấy trên này không? Chỉ có 10 thôi, nhưng mà không sao, chúng ta sẽ nâng cấp nó lát nữa thôi. Ui, mình có thể xuống đây đào được không ta? Ui, có tầng dưới luôn này. Ui, cái này đào không biết bán được nhiều tiền hơn không ta? Oh my god, ở nhà. Nếu mà bán được nhiều tiền hơn thì vẫn thế các bạn. Chả khác gì. Vẫn thế. Thấy khác gì đâu. Trời ơi. Đấy nha, hay là mình xuống tận dưới gọi là dưới nữa đi. Ôi, ông nào khai thác quả. Ui ôi. Khối đen vũ trụ à. Ôi ôi. Nani. Ôi trời ơi. Tầng 200 bao nhiêu này. Ui ôi. Ông này đào kiểu như là hố đen vũ trụ rồi các bạn ơi. Thật là đào quả kho báu. Ui ôi, bây giờ mình muốn kiếm được kho báu chỉ có xuống tầng dưới này các bạn. Thật là bất công.
không thể nào mà tại sao lại người đến sau luôn luôn còn cái nịt. Chứ không được các bạn, không được. Tôi đào sau lần này tôi về tôi phải dùng gờ cúp rồi. Các bạn có thấy bất công không? Ôi giời, mình thấy bất công lắm. Đây, để mình gọi là vào cái cửa hàng đi. Đây, dùng bằng này. Hai mình nhìn rồi. Rồi, ok, hết bất công, các bạn. Cuộc đời hết bất công rồi. Ok, đâu sao chúng ta sẽ nâng lên nào. 20.000 nâng cái gì? Ui, mang cái chảo đi à? Ui, cái này có cái gì giống cái xôi đây. Và chúng ta sẽ nâng cấp dần dần đi nhỉ. Xem nào. Rồi, power level 3. Đấy, chúng ta sẽ mang dụng cụ ở đây. Ui, tính ra là ba lô. Nó chỉ có cái tác dụng nó là tăng cái khối lượng lên thôi. Đấy, nó gọi là để đựng rất rất là nhiều nữa. Thế nên đâm ra mình nghĩ là nó chắc nó không có khả năng gì khác ngoài đựng đâu. Thế nên là chúng ta sẽ nâng cái ba lô. Ui, ba lô đắt đấy. 480 đi. Đấy, 480 bạn ơi. Ui, 480 khối lượng luôn. Đấy, chúng ta sẽ xuống dưới bạn ơi. Mình sẽ cầm chiếc xẻng gọi là... À không, cái này không phải xẻng. Cái này giống kiểu hot rác các bạn ạ. Ừ, đúng thật. Cái này xẻng đồ chơi các bạn. Nhưng mà tôi thấy là giống cái hot rác hơn. Rồi, đào nhanh hơn đâu. Ui, mỗi lần đào nó sẽ được power level 3 mà. Mỗi lần đào được 3 lần các bạn. Gấp 3 lần so với cái bình thường. Ồ, cũng được bạn, không có khả năng gì khác. Ờ, không có khả năng gì các bạn ơi. Ôi, đào được một cái bờ lóc này chúng ta đào phải... Ui. A few moments later. À đúng chứ, tôi đào xong quả này thôi, tôi về gấp các bạn, về gấp, bất công quá. Bất công quá mà. À rồi đâu xem nào. Ui. Úi giời, ở đây mình sẽ gọi là qua đây bán á, xem là bán được tính ra. Ủa 250 vẫn thế các bạn ơi. Đâu, nâng cấp cái khác đây. Nâng cấp cái xô là ui. Chúng ta sẽ gọi là đây, cái này là cái gọi là đây, chúng ta xem. Xem cái này nó nhanh không, power 4 nha. Đấy, một cái xô các bạn ơi. Úi giời ơi. Lần đầu tiên tôi thấy mang xô đi đào kho báu, không biết là nó có ăn thua gì không. Ai, ui, mỗi cái block này nó sẽ có khối lượng gọi là HP nha. Chúng ta phải đào, ui, power level 4 là gọi là có thể là đào giảm trừ đi 4 HP của cái block này. Ui, block này có 5 HP, chúng ta đào 2 lần mới vỡ. Ui rồi tưởng nha, nãy giờ tôi chưa thấy kho báu đâu nha. À mà thực ra trên này có kho báu ra. Trên này có cái nịt kho báu. À đúng có cái nịt kho báu thôi. À thôi, tôi chợt nhớ ra thôi. Bỏ đi, đi vài nâng cấp cái khác thôi, chứ cái này thương đau quá. Thế là hôm nay đẹp trai nhưng mà vào đây là thấy chưa thấy đẹp trai tí nào, chưa thấy quả kho báu nào đây. Đâu, nâng cấp khác đi, đúng không nào. Ờ, có 6.000 thôi à, ui sao đắt thế. Ui cái này bọn 1.500.000 à, ui giời ơi, 1.500.000 mà đùa à. Ai đùa như thế bao giờ không. Ôi giời ơi, 1.500.000 à, tính sơ sơ nào. Nên mua không ta, mua xong nâng cấp ngược lại nhỉ. Mua xong rồi kiếm tiền, không phải lại nâng cấp những cái gọi là chưa nâng cấp. Đúng. Hợp lý các bạn. Rồi vào đây là để làm gì? Ủa. Ui đắt nè. 10 lần là 490 GQB là mới được 200.000. Ui. Đắt thế nhỉ. Bị chi cho là 100 lần mới được 2 triệu của 4.900. Ok bạn ơi. 500.000 rồi, mệt quá. À đúng chứ mệt thật đấy, mua mỗi cái dụng cụ đào kho báu là đâu xem nào. Hiện tại là cái the real power này là 50 gọi là power mà nó chỉ có 250.000 thôi. Tăng thêm 25 power. Nó tăng thêm đến tận 1.500.000, nó phải gấp không biết lần, không biết bao nhiêu lần. Đấy, không biết bao nhiêu lần. Thôi được rồi. Thôi lỡ rồi, 1.500.000, ok, thôi mua tiếp. Thôi mua tạm cái này đi, này mỏi tay quá. Thôi, mình nghĩ rằng là mình nên mua tạm gọi là cái úi giời ơi đi. Đây, cái mũi khoan real, the real của bạn. Để đào tạm ra đã. Trời kia lâu quá. Ủa. Lần này là tôi mang hẳn cái mũi khoan gọi là siêu xịn sò đi đào rồi, không biết là có ăn thua hay không. Từ nãy giờ chưa thấy kho báu đâu nha. Đây. Lần này thì mình sẽ đào nào. Úi giời ơi, đấy đào cái ăn luôn. Úi giời, kho báu đây phải không? Ui dồi ôi, kho báu được có 50 đồng. Ảo thật đấy. Thật bất công các bạn, thật bất công. Ui, đào mỗi lần, ui, đã đầy kho đồ à. Ui, bán được 24.000 cơ à. Ui, được phết nhở. Được các bạn ơi. Tính vị trí là mình chắc là mất tầm mấy ngày đấy là mình nâng cấp được đấy. Ui, cái này phải đào 2 lần nữa bạn ơi. Ui, từ nhà bè mình đào. Mình đào thẳng một đường như này. Thì chắc chắn là sẽ gọi là có được kho báu bạn. 3 days later. Nè, nó chữ đấy, không có kho báu. Cày
Thật sự bạn ạ. Không được các bạn ơi. Không được. Cay quá. Thật cay hơn ăn ớt. Rất là cay. Mình biết rằng là bây giờ cho dù mình mua cái xẻng kia nó vẫn như thế thôi. Nhưng mình cay. Cay lắm các bạn ạ. Bù thì bù siêng năng. Có làm thì mới ngoan. Ok bạn này. Câu châm ngôn là thế thôi. Chúng ta phải tin vào chứ. Có công mài sắt có ngày lên kim. Thôi lại phải cần cù thì bù siêng năng. Kiếm tiền 1.3 triệu rồi bạn ơi. Mình phải kiếm thêm 1 triệu. Thực ra 1.4 triệu kiếm thêm kiếm thêm một xíu nữa thôi. Ok. Không sao. Chúng ta sẽ đào này đi. Đào này vẫn 2 lần nha. Đào cái block vàng này 2 lần nha. 1 hour later. What? 2000 years later. Ok ạ. Có kho báu ở đây à? Ôi trời ơi. Kho báu đây rồi. Sau bao nhiêu năm ngủ dậy. À quên mất. Sau bao nhiêu tiếng ngủ dậy với con mắt tinh tường. Thực ra thì mình vừa mới ngủ và mình vừa mới mơ một giấc mơ các bạn. Giấc mơ về những ngôi nhà và những không có đứa trẻ, bởi vì mình đã lấy vợ đâu, quên mất, mơ hơi quá. Ngôi nhà và những gọi là cây ATM tiền tỷ thì mình đã mơ được thấy kho báu. Và giờ mình đã có kho báu rồi. Ôi giời ơi. My god. Oh my god. Oh my god. Vai nhanh. Đủ tiền luôn bạn. Quả kho báu 14.000 đô. Thà luôn chứ. Nhưng mà không thể nào mà gọi là làm bớt đi cái sự trầm cảm khi mình chơi cái mini game này. Ôi mua nốt cái này tí. Trầm cảm quá. Ui dồi ôi, xẻng vàng. Xẻng vàng các bạn ạ. Ui dồi ôi, xẻng vàng đấy. Xẻng vàng đấy các bạn ạ. Ui dồi ôi, ok. Thế nào. Đào cũng không khác gì xẻng bình thường. Thực ra thì nó nhanh hơn. Cái kia là 50 power. Cái này là 75 power. Nhanh hơn đúng không các bạn? Nhanh hơn đúng không? Đúng rồi các bạn. Thôi, nhanh hơn thì thôi. Đi ngủ cho nó lành. Giờ mấy giờ rồi? Ok, hiện giờ là... chú bạn xem. Thời gian hiện giờ là... 1 giờ. 1 giờ 20 phút. 1 giờ 20 phút các bạn. Tôi dành nguyên cả đêm ngày hôm nay tôi chỉ để đào cái này thôi. Và cuối cùng mình cũng đã được xẻng vàng VIP nhất. Bỏ lóc men gồ và một cái kho báu. Xúc động quá. Đang vui vẻ, đang yêu đời. Trầm cảm luôn các bạn ạ. Trầm cảm luôn, biết làm nào được. Ok. Clip đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like. Nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên là comment kiếp hay dự... Đấy, trầm cảm quá bạn. Comment ý kiến bạn phía dưới. Nhớ nha. À, nhớ rằng lên Facebook là follow Facebook của mình để có thể là xem những hình ảnh xịn sò của nước tin. Bye bye.